xin chào mọi người lại đến với video clip của Hằng ngày hôm nay. Rất là lâu rồi là Hằng không có quay video clip, tại vì trong thời gian vừa rồi Hằng chú ý đến sức khỏe tinh thần của Hằng nhiều hơn. Thì khi mà làm việc nhiều Hằng cảm thấy rất là mệt mỏi thì nó sẽ không tốt cho cái làn da của mình. Thì sau cái khoảng thời gian này Hằng lại cảm thấy là đầy năng lượng trở lại và đã làm lại video clip để có thể cung cấp những cái kiến thức cho các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, đó chính là các bạn có thể thấy là trên báo đài và các bác sĩ thường khuyên là khi mà bị mụn các bạn nên uống kẽm. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn khi mà uống kẽm lại không có kết quả. Và hôm nay Hằng sẽ làm cái clip để có thể phân tích lý do tại sao các bạn uống kẽm lại không có hiệu quả trong việc điều trị mụn nha. Thì xin tự giới thiệu lại, đối với những ai mà chưa biết Hằng, Hằng là một người đã bị mụn 13 năm trời và đã thử rất là nhiều phương pháp, từ Tây y, Đông y đến những cái liệu pháp rất là nhiều về ánh sáng hay gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không có hết mụn. Sau đó là khi mà Hằng áp dụng cái phương pháp Holistic Therapy vào cái chương trình dưỡng da của mình thì Hằng đã hết mụn hoàn toàn. Cho nên là Hằng đã làm cái kênh YouTube này để có thể chia sẻ với các bạn về những cái phương pháp về Holistic Therapy, điều trị toàn diện từ bên trong để có thể đem đến cho các bạn cái làn da khỏe mạnh hơn. Thì từ cái thừa hồi tuổi dậy thì lúc đó mặt Hằng rất là nhiều mụn luôn. Khi mà nhiều mụn như vậy, Hằng cũng áp dụng nhiều phương pháp và Hằng cũng lần la lên những cái báo, ví dụ như là Hoa Học Trò, tại vì lúc đó là internet chưa có mạnh, là báo Hoa Học Trò, báo Mục Tím và những cái TV xem là bác sĩ khuyên mình dùng cái gì. Thì lúc đó là họ rất là hay quảng cáo những cái loại mà sữa rửa mặt, thì Hằng cũng có mua về, ví dụ như là Acne hoặc Hazeline. Ngoài ra Hằng có chú ý đến những cái mục thực phẩm của báo Hoa Học Trò. Lúc đó báo Hoa Học Trò hay lắm, thì báo Hoa Học Trò có nói là để giảm mụn chúng ta nên bổ sung kẽm hoặc là flavonoid, là những cái chất chống oxy hóa. Thì sau đó là Hằng cũng có mua kẽm về để uống, tuy nhiên thì Hằng lại cảm thấy là không có tác dụng gì cả. Thì sau này khi mà có một cái nghiên cứu chuyên sâu hơn để điều trị mụn thì Hằng cũng thấy kẽm rất là tốt trong điều trị mụn, nhưng mà tuy nhiên khi mà Hằng uống, Hằng lại không có thấy cái hiệu quả gì cả. Uống giống như là rất là vô thưởng vô phạt. Có thể là các bạn không biết là có ai đồng cảm với Hằng không, chứ thế là cũng khá là nhiều người. Nhưng mà có những người người ta sử dụng kẽm người ta hết mụn luôn. Cho nên là Hằng mới suy nghĩ là tại sao khi mà có những người mà người ta hết mụn nhờ kẽm mà có những người lại không hết mụn được nhờ kẽm. Thì sau này mãi khi mà tìm hiểu rất là nhiều về những cái khoáng chất vitamin, thì cái phương pháp Holistic Therapy là điều trị toàn diện từ bên trong và dùng những cái phương pháp tự nhiên, thì Hằng sẽ chuyên nói về khoáng chất nhiều. Thì các bạn có thể hiểu nôm na kẽm là một cái khoáng chất vi lượng rất là cần thiết trong cơ thể để xây dựng mô, tế bào, phát triển hệ miễn dịch, đại khái là như vậy. Và đối với làn da thì nó có tác dụng là nó giảm cái sự viêm nhiễm ở trong da của mình. Thì mụn nó chính là một cái cơ chế gây viêm. Khi mà mình có những cái, tức là da mình có vi khuẩn vào thì nó viêm, đúng không? Cho nên là khi mà các bạn nào mà bị mụn nhẹ bổ sung kẽm vào thì nó sẽ làm giảm viêm, từ đó là giảm mụn. Tuy nhiên kẽm không có quá thần kỳ đối với việc điều trị mụn, tại vì kẽm thứ nhất nó là một cái khoáng chất làm giảm viêm. Cái thứ hai là những ai mà bị thiếu kẽm là biểu hiện ở cái móng tay họ bị trắng hoặc là bị gạch đó, thì nó cũng có thể bị mụn. Ngoài ra thì không có xử lý được những cái vấn đề nào khác. Khi mà Hằng tìm hiểu về Holistic á, Hằng thấy bị mụn nó rất là nhiều nguyên nhân luôn. Thực sự cho đến nay á, khi mà Hằng điều trị mụn cho các bạn á, có thể là không có hết được 100%, tại vì có những cái người mà họ bị những cái nguyên nhân từ bên trong, hoặc là khi mà Hằng hỏi ra Hằng tư vấn online, Hằng sẽ không có tìm được cái nguyên nhân đó, cho nên là có thể nó không có hoàn toàn hết được. Thì tuy nhiên là nó vẫn có giảm thiểu được, tức là bị mụn nó rất là nhiều nguyên nhân luôn. Ví dụ như về mất cân bằng nội tiết, testosterone này, hoặc là dihydrotestosterone, hoặc là insulin, hoặc là bị ruột, bị leaky gut, hoặc là bị vấn đề về bao tử, nó rất là nhiều nguyên nhân. Thì kẽm nó không có giải quyết được những cái vấn đề này. Kẽm chỉ giải quyết được là ok, tôi giảm viêm vậy thôi. Thì các bạn có tưởng tượng ra là, ví dụ chẳng hạn như bây giờ tức là bây giờ đang ngứa ở đây đi,
mà kẽm nó chỉ giảm một chút xíu ở bên đây thôi, thì cho nên là kẽm nó không có tác dụng đối với những cái nguyên nhân bị mụn sâu xa, nhất là những cái ai mà bị mất cân bằng nội tiết trầm trọng hoặc là bị về ruột. Ruột là một cái vấn đề rất quan trọng nha, ruột là bộ não thứ hai của cơ thể, khi mà ruột không tốt thì làn da của bạn sẽ không khỏe mạnh. Mình sẽ làm một cái clip sau nói về vấn đề này, cho nên là kẽm nó sẽ không có tác dụng đối với những cái bạn mà bị rất là nhiều nguyên nhân như vậy. Cho nên ở clip này Hằng có phân tích là ok, kẽm sẽ giảm mụn cho bạn khi nào, khi trường hợp các bạn bị ít mụn, bị một cái loại mụn mà rất là nhẹ trung bình. Cái thứ hai, kẽm sẽ giảm mụn được cho bạn khi mà bạn bị thiếu kẽm, là chỉ có hai nguyên nhân này thôi, còn tất cả những cái nguyên nhân bị mụn khác thì kẽm không hề giải quyết được cho các bạn. Cho nên là thực sự là đối với Hằng thì kẽm nó không có tác dụng gì đối với cái làn da của Hằng hết. Thì tuy nhiên kẽm nó có tác dụng là xây dựng mô và kháng viêm, thì nó mới chẳng hạn như các bạn cảm thấy cơ thể mình yếu, mình có thể bổ sung kẽm vào trong cơ thể, nó sẽ giúp cho các bạn tốt hơn. Rồi đơn giản chỉ vậy thôi. Và nếu các bạn nào có đang buồn rầu khổ sở vì tại sao mình không hết mụn, các bạn có thể inbox vào cho Hằng, Hằng sẽ có những cái câu hỏi kiểm tra toàn diện về sức khỏe của các bạn. Nếu mà các bạn cũng có thông tin đầy đủ, Hằng sẽ biết được nhiều hơn, thì có thể là chữa trị mụn cho các bạn sẽ được tốt hơn. Thì các bạn có thể inbox vào fanpage chị mụn da mịn cùng họ con gái làm đẹp, thì Hằng sẽ dùng những cái phương pháp mà các bác sĩ holistic therapy thường sử dụng để hỏi và cho ra được cái nguyên nhân làm sao gây mụn, và điều chỉnh là cái chế độ sinh hoạt và bổ sung một vài các khoáng chất vitamin thì sẽ làm cho da các bạn khỏe mạnh hơn. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay, thì và các bạn sẽ thích nó và hãy đón xem cái clip tiếp theo của Hằng nha.